Đây. Hải sản tại chợ đêm Hồ Tràm với mọi người. Hải sản ở đây rất là tươi ngon luôn đó. Nhìn cái là thầy chảy nước miếng luôn. Có tôm hùm, tôm tít, cua, ghẹ, ốc này nọ, nhiều lắm. Một, hai, ba, bốn, năm món. Tôm tươi còn sống đem đi hấp quá trời ngon. Còn ghẻ đây cũng chắc nữa mọi người. Chắc ơi là chắc luôn. Tôm tích thì khỏi nói, quá trời là ngọt luôn. Nhìn thấy tôm tích tươi mà thấy mà đem về đây. Còn hào nướng phô mai, gia đình em order một con cá bóng mú, thịt để ăn sống, còn đầu thì nấu lẩu. Mở nắp son ra xem trong đây có được dòa xôi ha. Gia đình em ai cũng ăn say mê á, đồ ăn má quá trời ngon. Ai cũng tập trung ăn quá trời. Còn em đây.